Kính chào quý vị và các bạn. Sau đợt nắng nóng gay gắt, tuần tới thì cả nước đều sẽ có mưa dông và đánh dấu bước vào mùa cao điểm xảy ra dông lốc, sấm sét. Thực tế là nhiều nơi ở phía Nam đã chuyển mưa dông ngay từ chiều tối ngày hôm nay. Quan sát ở trên ảnh mây này, quý vị cũng thấy là mây dông đã phát triển và gây mưa cho khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận và Đắk Nông. Với khu vực Thanh Hóa và Nghệ An thì cũng đã có mưa dông rất là mạnh và tại đây đã có mưa rào nặng hạt, vừa nổi dông gió lại vừa có sấm sét dữ dội. Dự báo là mưa dông sẽ tiếp tục xuất hiện vào chiều tối ở các khu vực phía Nam trong tuần tới. Mưa thường xảy ra sau 2 giờ chiều. Cảnh báo có những nơi mưa vừa mưa to, chúng ta cần phải cảnh giác với dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh, thậm chí là cả mưa đá cũng có thể xuất hiện. Nửa phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc Bộ thì cũng sẽ chuyển mưa dông trong tối và đêm nay. Mưa có thể xảy ra bất chợt trong suốt cả tuần tới. Mưa vừa mưa to có khả năng xảy ra cục bộ, cần phải đề phòng với dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh và cả mưa đá. Các khu đô thị lớn như là Hà Nội sẽ là một trong những nơi rất dễ xảy ra mưa dông mạnh kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Bởi vì nơi đây có nhiều nhà cao tầng, nhiều bề mặt bê tông, đường nhựa thì thường là sẽ nóng hơn so với những khu vực xung quanh. Khi mây dông di chuyển tới đây, gặp nền nhiệt cao như vậy thì sẽ phát triển mạnh, dễ gây ra mưa lớn, sấm sét và gió lốc. Và trong đó dông gió cũng sẽ mạnh hơn và thường là xảy ra thường xuyên hơn. Khi thấy một cơn dông mạnh, mây đen che kín bầu trời kèm theo gió thổi lạnh, người dân không nên ở ngoài trời. Nếu như đang đi đường thì hãy nhanh chóng tìm nơi tránh trú kiên cố. Tuyệt đối là không trú dưới gốc cây. Chú ý quan sát khi đi qua những cung đường có nhiều cây xanh, đề phòng cây gãy đổ bật gốc. Nên tìm các bãi trống để đỗ xe an toàn, không nên đỗ xe trên các tuyến đường có nhiều cây xanh, rất là nguy hiểm. Chuyển sang thông tin về áp thấp nhiệt đới. Chiều nay thì nó đã suy yếu thành một vùng áp thấp ở trên khu vực giữa Biển Đông. Và đây là tin cuối cùng về vùng áp thấp này. Về nhiệt độ cả nước trong tuần tới, nhờ có mưa thế nên là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ dịu mát, nhiệt độ giảm xuống còn ở mức là dưới 30 độ. Thậm chí là đến ngày 12 tháng 5, tức là ngày thứ 6 thì trời còn se se lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng là 23 đến 26 độ. Với khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thì thời tiết cũng dễ chịu và nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là 27 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết cho khu vực Nam miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trời vẫn sẽ hơi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều khi mà trời có nắng, nhiệt độ nhiều nơi sẽ tăng lên đạt ở mức từ 31 đến 34 độ. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước trong 7 ngày tới.